时尽在一时退了速上方，一拳你即失重地震天动，举起手享受算你置身半空，风光数秒钟下千载故宫，冷冷挥一曲折中痛痛，望别世有人在进攻，越练越勇，热血有气性与冲动，又是命中心中的火焰更闪动，越负越重，汗血里再负我的梦，不惜自信激出一片天空。Tân đệ, một kỹ, tân đệ, thầy kỹ, tổ thành phẩm Tân Điền, mau triển khai đội hình, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Alo, tôi đây, chị Susan đổi hàng hả? 280 thành 367, 3862 thành 4783, 6567 thành 6364. Được rồi. 280 thành 367, 3862 thành 4783, 6567 thành 6364, nghe rõ không tân đệ? Chú nói lớn như vậy làm sao con không nghe được chứ? 5354 nhiều lời thật đó. Không phải là 6364 đó. 9394 hả? Nè, 9394 hay là 5354? Chú bình tĩnh đi, ảnh chọc chú thôi. Nè, chú đừng có hoảng hốt chứ. Là 6364 mà. Có con và Trung, Phát hỗ trợ cho chú yên tâm đi. Con là OA Dương Tân Điền mà. Đâu phải chỉ đâu có phải chỉ có Dương Tân Điền. Thiệt là tức chết rồi. Chuẩn bị dài xong chưa? Xong rồi, đó là nhân vật chính trong buổi trình diễn đây mà, thư giãn chút đi. Hả? Chú Minh, hai xe kéo này xong rồi, con đi trước nha. Đi nhanh, ta lên đi, đến giờ rồi đó, nhanh lên. Ok, nè nhanh đi, nhanh đi. Đi thôi. Để cho người ta xỉa xói đó, nhanh đi. Đi thôi. Trời ơi. Alo, chị Susan. Biết rồi, nè đem tới liền. Ơi, muốn gì thì tự đến kiểm đi. Nè, làm việc nhanh lên chút đi. Xin lỗi. Vừa kịp. Chạy lên. Đây. Chị Susan à, ngại thiệt, bên chị hối quá. Đơn vị thể thao đã làm xong chưa? Làm xong rồi, đây. Hoàn thành. Đây là tiêu điểm trong show diễn lần này, rất quan trọng. Cậu đi kiểm tra kỹ chưa? Tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi, không có vấn đề gì. Tức để tôi mà làm việc bảo đảm chắc ăn. Chị cứ yên tâm đi chị Susan. Dạ, đi theo xe. Chúng mình nói, ba người họ đi, hai chúng tôi ở lại giữ đại bản cho anh. Ok, được rồi, mau dọn dẹp đồ đạc rồi đi mau. Xong rồi. Biểu diễn tốt nha. Nè, diễn tốt nha, đi. Nè, cái thằng nhóc kia làm người phát ngôn cho chú hồi nào vậy? Giúp chú truyền đạt mệnh lệnh thôi mà. Hả? Lo chuyện tào lao không? Nè, chú đâu cần phải nhăn mặt với mày làm cái gì. Tôi mời chú uống trà sữa, ít đường nhiều sữa ha. Đừng có chạy lung tung đó, mua xong rồi về liền nha. Ok. Chú Minh. Ê, cậu Huy à. Gì chú Minh? Bộ phận cậu có người nghỉ cơ đúng không? Đúng rồi. Vậy là thiếu người đó hả? Mọi người phải nhớ làm đúng theo trình tự. Đến phần thứ ba âm nhạc nổi lên, tất cả đều xuất hiện. Người mang giày của vua sẽ xuất hiện sau cùng để tạo điểm nhấn. Từ từ, okay. Cẩn thận nha. Từ từ thôi, cẩn thận. Mọi người phải tranh thủ thời gian, mau trang điểm từ từ nha. Rồi thay giày, cẩn thận. Okay. Susan, dạ. Đôi giày vua đâu? Giày vua. Ở bên này nè. Đây nè. Nó trong này nè. Đây đâu phải là đôi giày vua chứ? Chắc là bị lộn rồi. Mọi người mau tìm giày nhanh lên. Dạ. Nè, bên bộ phận nhân sự đang thiếu người á. Cậu suy nghĩ thử đi. Nè, có phải chú ghét con lắm không? Sao lại con đổi chỗ khác chứ? Ở đây có gì mà không tốt? Không ai quản, lại không phải đi kiểm tra, cũng không cần làm báo cáo gì đó nữa. Nhưng mà không được thăng chức, lại không có tương lai đâu. Làm ở đây có thể đi trễ về sớm. Cậu đã làm ở đây 6 năm trời rồi, không phải là 6 tháng đâu. Đợi người được bao nhiêu cái 6 năm. Nè,
Toàn công ty này chỉ có mình con có tiền tăng ca. Không những vậy, không ai ngăn cản được con tung hoành ngang dọc ha. Nè, phòng của ông chủ, con nói vào là vào. Con đâu có gốc mà đổi sang bộ phận khác chứ ha? Cậu thật là không hiểu hay là giả đò đây? Nè, chú Minh, làm người quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là vui vẻ đó, biết chưa? Tránh ra đi. Tổ vận chuyển xin nghe. Hả? À, đôi giày vua không thấy hả? Cái gì? Gì kỳ vậy? À, tôi biết rồi, tôi tìm liền, được, được. Nè, đôi giày vua không thấy hả? Nhất định là bị người khác làm hư rồi. Ai mà làm hư đây? Sao lại không thấy? Có khi nào ở hành lang không? Ở kho hàng hay là chỗ đậu xe? Nghe được không? Bình tĩnh. Đây, 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 đây. Đó, đó. Alo, đổi hàng 280 đổi 367 3862 đổi 4783. Ha, con biết ở đâu rồi. Yes, con tìm thấy rồi. Ha, con là Âu Ây Dương của Tân Điền, quả là con hổ danh mà. Còn đứng đó nói nữa, mau đón taxi mang đến đó đi. Giờ này ngoài đường hay kẹt xe lắm, đừng kêu con đi xe điện ngầm. Con lấy xe máy đi, vậy nha. Sao rồi, có đôi giày chưa? Người mang hàng đến không nghe điện thoại, có lẽ sẽ đến kịp mà. Tôi e là không kịp, chỉ còn một phút nữa là đến tiết mục rồi. Xin lỗi nha. Nói tôi nghĩ quỷ tiết mục cuối. Hả? Chị vừa đến. Ờ, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Nè, 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 nè. Yeah. Cá ca, em ăn vào đi. Ok. Các bạn người mẫu chuẩn bị tiết mục cuối đi. Sàn diễn lên đèn rồi. Lên, 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 lên. Rồi, lên, 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 diễn tốt nha, diễn tốt nha, diễn tốt nha. Chuyện quan trọng lần này cũng đều nhờ ở tôi. Nó không nhắm tụi mình tiêu đời rồi. Yeah, yes, yeah, 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 yeah. Hôm nay vất vả rồi. Chú Minh à. Trà trưa tôi đãi à, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hồi nãy thì loạn cả lên, giống như bị điên, ép người quá đáng. Hèn chi cô ta làm ở bộ phận hành chính, hành người là chính mà. Chú Minh à. Hả? Tôi quên nhắc chú, sau này Tất Gia Thành làm việc, chú làm ơn kiểm tra kỹ giùm tôi. Tôi không muốn xảy ra sai sót gì nữa. À, tôi biết rồi. Người chỉ biết nói không đều vô dụng. Học hành ít thì ráng học lên cao đi. Ba người mấy anh đi theo tôi làm việc. Còn anh dọn xong đống đồ đó mới được đi đó. Bớt nói vài câu đi. Nè, cô ta muốn châm chích con. Đúng là khen thưởng không công bằng. Chưa đuổi gì cậu là may lắm rồi, còn đó nói nữa. Đuổi con? Cũng như con mang hàng tới kịp lúc mà. Tại cậu không kiểm hàng hóa cho kỹ càng, còn mạnh miệng kêu người ta yên tâm đi. Buổi biểu diễn đó suýt chút bị cậu làm hư rồi. Vấn đề chính ở đây là lúc nào cô ta cũng hối. Hối tới nỗi con đau đầu. Đơn hàng đội sống không được sao? Đâu cần đợi nước tới chân mới nhảy chứ. Phụ nữ lúc nào cũng vậy hết, không chịu nói lý lẽ. Cô ta làm sai lại bắt chúng ta gánh họa sao?
Đủ rồi, lý lẽ luôn luôn nằm ở phía cậu. Bộ con nói sai sao? Nếu như cô ta không làm gì sai, sao phải bỏ mấy trăm đồng mời chú uống trà chứ? Thôi đi làm đi, bộ muốn tan ca hả? Alo. Cô Từ hả? Tôi đang muốn tìm một căn biệt thự cao cấp ở giữa núi, bao gồm 7 phòng, nhất định là phải có giếng trời, cô có không? Đừng giỡn nữa mà, em đang làm việc đó. Ê, vậy mà cũng bị em đoán trúng. Tóm lại là đi ăn cơm. Em muốn ăn món gì? Buffet nha. Em giữ lại một căn, dự tính cùng anh đi coi nè. Giá tiền hơn 2 triệu, trả góp 20 năm. Em tính qua rồi, mua xong mọi người sẽ trả một nửa. Em tính kỹ rồi đó, anh tăng ca chưa? Coi nhà hả? Chết rồi, anh phải tăng ca nữa. Tăng ca? Hồi nãy anh nói đi ăn cơm với em mà. Alo, sao bên anh ồn quá vậy? Ờ, anh đang trên xe chở hàng. Ở đây sống không ổn định, chút nữa anh gọi cho em nha. Bye bye. Bye bye. Alo, alo. Chú Nhân à, tôi về trước nha, bye bye. Ờ, ngày mai gặp ha. Thiếu Nhân, tôi về nha. Ờ, bye bye, bye bye. Bác gái, đồ nặng lắm, con kiêng cho. Lưng của bác đỡ đau hơn rồi, cũng nhờ tay nghề của con đó. Ê, bà còn dám nói nữa, chỉ cần bà nói một câu mệt, con Huệ nhất định sẽ massage cho bà cả buổi đó. Bộ ông ganh tị con dâu đối xử tốt với tôi hả? Con dâu nè, dạ. Bác có nấu canh cho con uống nè, con nóng uống đi. Trời ơi, canh thận trần với rau Tây Dương, ngon quá đi. Giá nhà rẻ giờ khó tìm lắm, bây giờ giá nhà đất bất ổn, tôi đang lo chủ thầu sẽ đòi lên giá đó. Bên này không rảnh, xin để lại lời nhắn. Hey, cái thằng nhóc này giống như đang trốn vậy, sao gọi hoài cũng gọi không được. Thằng đệ hôm bữa mới mua cái điện thoại mới mà sao nhanh hư vậy chứ? Không đâu, chắc là anh bận làm không nghe được đó. Ý, chắc anh gọi. Không phải, ông Trần. Ồ, được rồi, bây giờ tôi lập tức tới đó. Ông đợi tôi nha. Được, bye bye. Bác trai bác gái thật ngại quá, có người muốn con dẫn đi coi nhà, con phải đi trước đây. Từ sáng tới tối lúc nào con cũng bận hết. Công chức giả thì đâu có nhiều tiền đâu bác. Tài liệu của căn nhà này bác đưa lại cho anh đệ giùm con nha. Được không? Con đi nha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Chào ba. Nó vừa đi con về, sợ nó nhìn thấy định trốn hả? Kêu con đi coi nhà thì con nói tăng ca ha. Còn giỡn trò tắt nguồn điện thoại để tránh mặt nó chứ gì. Con tăng ca thiệt mà. Con làm gì mà siêng được vậy? Con muốn nói gạt ba nữa đó hả? Ủa đệ hả? Chào má. Con về rồi à? Ờ đúng rồi, lúc nãy con dâu có đến, nó gửi cho con cái này nè. Đây, con với nó đã hẹn nhau 4 năm rồi, cũng nên kết hôn đi chứ. Hey, bây giờ giá nhà mắc như vậy, nhà chung cư còn mua không nổi, mua nhà lớn con làm gì đủ tiền. Cả đời chỉ vì căn nhà phải cực khổ. Giống như lời ba con nói, đến lúc già rồi thì phải ngồi cầm quạt phẩy, đúng là cảnh thê lương. Hay là vậy đi, tháng đầu tiên nè, má sẽ trả cho con. Đừng má, giống như lời ba nói, chỗ tốt thì ở đâu cũng được mà. Ba con nói thế này, ba con nói thế kia, lời ba nói, có lúc nào con chịu để ở trong đầu ngẫm nghĩ đâu chứ. Nếu con không muốn kết hôn với con Huệ thì thôi đi, buông tha cho nó, để nó đi đi mà. Con đâu nói không cưới, chỉ là muộn chút thôi mà. Muộn một chút là tới khi nào đây? Để con suy nghĩ. Lại suy nghĩ, con muốn nhận tiền trợ cấp của nó luôn hay sao vậy? Con cũng phải có kế hoạch một chút chứ. Ngụy biện không, làm việc đã như vậy, hẹn hò cũng vậy, làm người thì dở dở ương ương, lôi thôi dài dòng. Con làm người vốn không có chút kế hoạch, không có mục tiêu gì hết. Mục tiêu cái gì? Có mấy chuyên gia nói là mấy năm nữa là tận thế rồi kìa. Hey, bà không biết con làm công ty gì nữa à? Chịu để con làm ở đó đến 6 năm trời. Nghỉ việc đi, về nhà làm đậu hũ, coi như có cái nghề cho mình. Bà sẽ cho con mượn tiền mua nhà, sau này có tiền hãy trả lại cho ba. Ba với má con bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì con cũng phải tiếp nhận tiệm đậu hũ này mà thôi. Tuổi tác ba má bây giờ đã cao, đừng làm chi cho khổ nữa, hay là giải nghệ luôn đi. Con nói cái gì vậy? Con nói ba dẹp bỏ tiệm đậu hũ này đó hả? Con muốn dẹp á thì giải quyết ba trước đi. Nè, đứng lại.
Mày gặp phải tao, coi như là mày xui xẻo. Dám gây án ở địa bàn của tao, mày có muốn sống rồi có phải không? Quen mà, quen mà. À, xin lỗi nha. Dừng tay. Con thiệt hết nói nổi. Một mình con nhập viện khiến cả nhà không đi làm được. Ba đừng nói vậy, hai vợ chồng con chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi mà. Dạ phải. Ê, bị thương ngoài da thôi mà, việc gì phải kinh động mọi người chứ. Bị thương ở đầu á, con tưởng là chuyện giỡn chơi hả? Y tá nói chút nữa bác sẽ kiểm tra lại, đã xuất viện được rồi. Em đệ cũng may mắn thiệt, có người ra tay giúp đỡ. Phải ha, chị nói mới nhớ, cái tên cô hồn đó đúng là rất lợi hại. Không cần tới nửa hiệp đã đánh cho mấy tên kia nằm dài xuống đất rồi. Chân của anh ta đá một cái là trúng đầu hả? Còn tay thì đánh nhanh quá, em nhìn cũng không kịp ra nữa. Tên cô hồn mà chịu cứu con đó hả? Người ta có tên đàng hoàng là Cao Dĩ Đình đó. Cậu ấy đã đoạt quán quân 3 năm liền môn quyền Anh của Hồng Kông đây nè. Sao không biết về cậu ta? Trình báo có viết đây nè, xem đi. Ờ, thì ra là đánh quyền Anh, hèn chi lợi hại như vậy. Người này chính là người mở câu lạc bộ The Jam nè. The Jam, rất nhiều tạp chí đến phỏng vấn anh ấy. Bạn của chị cũng đến đó chơi đánh boxing đó. Jam cơ chứ. Cao thủ quyền Anh đã cứu một người nghèo khổ. Người nghèo. Người nghèo. Gì chứ, nhìn anh giống người nghèo lắm sao? Chắc là họ đã điều tra tỉ mỉ, còn nói nhà chúng ta mở quán bán đồ hủ nữa. Lần này con đại nạn không có chết, cũng nhờ vị ân nhân này đó. Con nên thu xếp mau, đến tạ ơn, đại ân đại đức người ta. Ba, chuyện này ba còn phải dạy con sao? Tiếp tục ăn. Chào anh, tôi giúp được gì cho anh không? À, tôi đến để tìm anh Cao Dĩ Đình. Cao sư phụ. Anh Tuấn à, khi nào Cao sư phụ mới về? Anh ấy đi học trên sở thể thao rồi, có gì không? Anh Dĩ Đình đã từng cứu tôi. Tôi muốn tặng giỏ trái cây này cho ảnh để nói tiếng cảm ơn anh ấy. Hay là anh cứ để lại đây đi, tôi sẽ giao giùm anh. Vậy tôi làm phiền cô nha. Không có gì. Nhớ đó. Anh Cao kìa, trông đẹp quá. Đúng là rất đẹp. Tôi có thể tham quan một chút được không? Đâu chứ. Nè, tôi là huấn luyện viên ở đây. Huấn luyện viên Dư Văn Tuấn. Anh Tuấn rất hân hạnh. Đi bên này. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Lớp này là lớp 1, đầu tiên 2, học quyền Anh. Cái mọi người đang học là 1, 2, 3, và cách di chuyển. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ở đây có nhiều bao cát để mọi người luyện quyền, còn có hình nộm để luyện phản ứng. Phía trước là khu vực tập đánh, có thể luyện cơ bắp. Bây giờ hai người đó đang đánh sparring, chính là luyện đánh quyền. Đây chính là võ truyền thống của Thái Lan, còn gọi là bát tý quyền. Đặc điểm của nó là trong cự ly ngắn có thể xuất quyền, chân khuỷu tay để công kích, là một môn võ đánh tự do, rất dễ thực hiện, đơn giản trực tiếp. Môn này phải nói đến hai điều kiện là tốc độ và sức mạnh. Phải biết xoay tròn và uốn éo toàn cơ thể để tạo ra sức công khá mạnh, như là quấn đầu lên gối, đạp lên, dẫm lên. Cần nhiều thời gian thì mới đánh gục đối thủ. Lợi hại, đánh rất hay. Anh bạn, đánh hay lắm. Thực ra môn này là môn thể thao rất có lợi, có thể tăng cường chức năng tim phổi, thân thể cường tráng. Nếu như em chịu đi học sớm thì đâu có bị người ta ăn hiếp đâu. Nhưng mà muốn học được chương trình độ hai người đó phải cần bao lâu vậy? Cậu muốn học để thi đấu hay là rèn luyện sức khỏe vậy? Thi đấu thì không cần. Tóm lại là học quyền Anh để phòng thân, có cá tính, lại khỏe mạnh. Không đánh được thì coi cho biết cũng được. Nếu cậu có hứng thú thì cứ đến học thử đi. Chỉ học thử thì không cần phải đăng ký. Hay quá, cứ quyết định vậy đi. Lên. Đến trễ rồi. Tại phần bánh sandwich vừa rồi của cậu đó, bắt đợi Long muốn chết, hại chết người rồi. Cậu nói gì hả? Cần gấp, đừng náo loạn mà. Bạch à, cậu mới làm có nửa năm chắc là vẫn chưa biết.
tôi dẫn cậu đi đường khác này, đi nhanh lên, nhanh lên. Đấy. Nè, đi đi. Đường không đó. Ê, ê, tất để, đường này không được đâu. Đi một lần đó, không được đâu, không được đâu. Đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Đi vô đi mà. Đường dành cho sếp mà. Ê, nè, nè, nè. Khu vực cấm, có được không đó? Lắm đó. Được không vậy? Hả? Không được đâu. Cô muốn tới trễ không? Cô muốn mất 1.000 đồng tiền thưởng không? Tóm lại có chuyện gì tôi sẽ gánh cho các cậu hết ha. Nè cậu nói nha. Được rồi, được rồi. Lên đi, còn 2 phút nữa thôi, nhanh lên đi. Hả? Thật ngại quá. À, có chuyện gì vậy? Đây là thang máy dành cho nhân viên hành chính đi. Tiền các anh ra ngoài giùm cho. Xin lỗi anh nha. Xin lỗi, xin lỗi anh. Ông anh à, chúng tôi đang gấp lắm. Hơn nữa thang máy bây giờ chưa có ai đi. Giúp giùm đi, coi như mấy anh không thấy chúng tôi được không? Không được, như vậy không hợp quy định đâu. Người mới hả? Đừng tập nhất, anh tập nhất một lần cũng được. Tôi bảo đảm với anh sẽ không có lần sau đâu. Ok. Tôi và anh Cường cũng có chút quen biết mà. Nể mặt chút đi. Thật là không thể được. Phải rồi, thẻ nhân viên đâu? Tiền các anh đưa thẻ nhân viên cho tôi xem có được không? Được rồi, được rồi. Còn của anh? Tôi quên đem rồi. Vậy phiền anh đi ra phòng bảo vệ đăng ký nha. Nè nè, bộ tôi rảnh lắm sao? Tôi làm việc ở đây cũng đã 6 năm rồi. Anh Sương nhìn thấy tôi còn phải kêu một tiếng tất đệ nữa đó, biết không? Ông Dạng. Ông Dạng, chào buổi sáng. Ông Dạng, chào buổi sáng. Ai quan tâm với cậu? Mấy người này giữ lại, chứ đưa tôi xuống kiểm. Dạ biết rồi. Cũng tại cậu hết đó, làm đụng độ với mấy sếp đó. Anh Sương trợ lý sếp, trừng mắt nhìn tụi mình. Chứ liền bị ăn một bản cảnh cáo rồi. Bị cảnh cáo còn đỡ. Tôi nghe nói có người mở dù không cẩn thận làm dơ giày của ông chủ, ngày thứ hai liền bị chết đó. Bị chết? Bị đuổi việc đó. Đuổi việc thì đuổi việc, dù sao tôi cũng chán làm ở đây lắm rồi. Mấy người đây rồi, còn kiện hàng phải đưa đi gấp đó. Biết rồi, ba người các cậu làm đi. Làm phiền. Anh Cường, anh Cường, chào buổi sáng. Có chuyện gì mà sáng sớm anh dẫn đệ tử tới đây vậy hả? Công ty có kế hoạch mới triệu tập mọi người đến họp. Kế hoạch gì mới vậy? Mấy tên này nhìn mặt khó ưa. Làm gì vậy? Sao không nói bộ phận thành phẩm tôi giúp đỡ cho? Sao lại thay đổi nền nhà chứ? Còn tắt hết TV nữa. Nè, cậu đừng hỏi nhiều quá, tôi cũng không có biết. Nè nè, anh biết mà không chịu nói hả? Đúng đó, cậu đừng có nhiều chuyện nữa. Đây. Chị Betty. Chà, mấy ngày không gặp, da chị vừa trắng vừa mịn đẹp hơn đó nha. Cậu bị người ta đánh cướp có sao hay không? Nếu có gì sao đứng ở đây được chứ. Nè, nghe nói cô June ở lầu 9 và Raymond ở lầu 11 đã hẹn hò, chị nghe tin đó chưa vậy? Cậu không nhảy gì hết, chia tay rồi. Sao kỳ quá vậy, tôi mới nghe mà. Chết rồi, trời tôi làm rớt một cái sắc trồng rồi. Trời, tôi đến nhà vệ sinh sửa lại, đợi tôi chút nha. Nè nè, tài liệu này là của sếp chị đó. Ê, cậu đem vào trong đó giùm tôi luôn. Ok, không thành vấn đề. Cậu làm gì vậy? Đem tài liệu đến. Ê, tôi nhìn thấy hình như cậu muốn mở ngăn kéo. Ý của anh là sao? Anh coi tôi là trộm sao? Tôi đắc tội với anh hả? Tôi chỉ làm theo quy tắc. Tôi chỉ muốn làm rõ sự việc này. Cậu đem tài liệu đến không phải là đưa cho thư ký sao? Cậu vào phòng của ông Dương để làm gì? Nè, anh nói câu này là sao đi? Anh có muốn kiểm tra không? Sao lúc nào anh cũng chống đối tôi vậy? Lần trước cũng như vậy, lần này cũng vậy. Như vậy là sao đi hả? Tôi chỉ tuân theo quy định thôi. Có cần kiểm tra người của tôi không? Có cần áp sát tôi vào tường hỏi khẩu cung không? Nè, xét đi, xét đi. Nếu như cậu chịu hợp tác, mọi người dễ làm việc hơn. Sao cứ phải ra vẻ như vậy chứ? Anh có gì giỏi đâu chứ? Suốt ngày cũng chỉ biết bi bi ba ba. Có bản lĩnh á thì anh vô trong này ngồi làm sếp đi. Anh chỉ là tên bảo vệ mà thôi. Nếu cậu không vừa lòng, cậu có thể đi kiện. Hơ, hù tôi hả? Bây giờ tôi lập tức đi tìm anh Cường để kiện anh. Để coi ảnh tên tôi. Mẹ, hay là tên anh đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người đổ oan cho tôi, nói tôi là trộm cướp đó. Không có, tôi thấy ảnh trong này, chỉ hỏi vài câu thôi. Nè, tôi nghĩ chắc là anh hiểu lầm rồi. Tôi mới vô phòng vệ sinh là tôi nhờ tất đệ đem văn kiện giao giùm. Nghe rõ chưa?
Tôi chỉ muốn kiểm tra chuyện này cho rõ ràng thôi. Ngăn kéo bị mở, cô coi có bị mất mát gì không? Được rồi, làm phiền anh. Không có gì. Thấy người ta hiền ăn hiếp, chỉ giỏi ức hiếp người khác thôi. Đây, đây, đây. Đi chung đi, học chung có thể giảm một nửa mà. Đánh quyền anh thì có gì hay ho đâu. Học để cơ bắp cuồn cuộn, để thu hút con gái, đánh chết con gái. Ê, đừng có tìm tôi, cậu tìm bạn gái cậu cùng đánh võ với cậu đi. Nè nè, nói đi xem phim kia cô ấy đi coi mà. Ê, tóm là dạo này đen đuổi hoài, bị cái tên bảo vệ dẫm lên đầu lên cổ, hết lần này tới lần khác. Là anh em, đi đánh màu cát cho tôi đi, để hả cân giận, xả stress được không hả? Tôi còn phải đi học đó anh hai à. Cậu học buổi tối mà, đừng có giả bộ nữa, đi. Tôi muốn nâng cao trình độ. Có học cũng chẳng có tương lai đâu, cậu nhìn cậu kìa, vừa ốm lại vừa nhỏ con, còn không chịu học, đánh vài bài quyền, rèn luyện sức khỏe. Trong đó có nhiều cô rất đẹp đó, đi chung đi. Tôi đi đây, sắp trễ giờ rồi. Không có nghĩa khí chút nào. Các học viên mới khởi động có 3 tác dụng. Thứ nhất, giúp cơ thể điều hòa, làm cơ thể nóng lên để cho ra mồ hôi. Thứ hai, cải thiện chức năng bắp thịt, tăng cường độ dẻo dai của cơ bắp. Thứ ba, làm giảm thiểu khả năng bị thương. Khởi động không đủ, rất dễ bị trật khớp. Buổi học đầu tiên chính là học bước nhảy cơ bản của môn quyền anh. Hai chân dần hạ thấp, chân phải bước lên trên, hai tay giơ lên cao, tạo sức mạnh từ chân phải, trọng tâm ở giữa. Chúng ta học nhiều thì sẽ làm được. Bắt đầu từ chân, lưng, vai, đồng thời đẩy ra sức mạnh. Bắt đầu. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Bắt đầu đi. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai, ba, bốn. Đá chân. Một, hai, ba, bốn. Đá chân. Đá chân. Ngừng đánh. Để tôi. Đứng lên. Đau hả? Làm lại. Lời hai thế. Sắp đến kỳ thi rồi mà còn ráng đi chơi, không ra làm sao hết. Tiếp tục luyện đi. Dạ. Anh Đình, anh Đình, anh có nhớ tôi không? Hôm đó tôi bị cướp, người anh cứu là tôi đây nè. Tôi có nhận được vỏ trái cây của cậu. Sao rồi, không sao chứ? Không có sao, cảm ơn anh quan tâm. Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận chút nghe. Anh đó đánh quyền thật là lợi hại, cho nên tôi cố ý tới đây để học đánh quyền anh. Anh thấy tôi học võ có được không? Có tôi chứ đó, cần phải vận động cơ thể nhiều hơn. Cố gắng mà học đi. Tôi biết rồi, biết rồi. Ăn món Thái mà muốn cay phải xuống miền Bắc, ở miền Nam thì ăn món cà ri. Cả người còn xăm hình long hổ phụng tùng. Uống đi. Nè nè, uống đi. Lưu manh và người đẹp có quan hệ gì chứ? Muốn bao trọn anh ta. Rốt cuộc anh trốn vào chồng tôi đến khi nào? Hình như đang đàm phán. Đủ rồi, đừng tới phiền tôi nữa. Anh chịu hứa với tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Để quay phim rồi up lên mạng. Cô đừng lãng phí thời gian nữa. Anh không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho thằng Cát. Chính vì tôi muốn tốt cho thằng Cát nên tôi không muốn quay lại. Nè, cậu đang làm gì vậy? Hả? Tôi đi ngang đây, đường này đâu phải của riêng anh đâu. Tôi thấy cậu đang quay phim tôi. Bị điên hả? Ai định đi quay anh chứ? Đưa điện thoại đây. Không biết anh nói cái gì hết. Sau này đừng có nhiều chuyện nữa. Vậy thôi. Thank you.
Thì ra là tối qua lại gây chuyện nữa. Hèn chi mới sáng sớm bằng mày bí xị luôn. Tôi đã nói rồi, sau này không để cho người ta đánh đâu. Được rồi, tôi mượn ít tiền, mấy bữa nữa lãnh lương tôi sẽ trả lại cho anh mà. Thôi nha, cứ vậy đi hả, bye. Có nghe thấy chưa, mượn tiền của người ta kìa. Hình như bị đánh cho dài nặng lãi đòi nợ đó. Hoàn cảnh quá đi. Hoàn cảnh đương nhiên rất phức tạp. Chính mắt tôi nhìn thấy, ngồi nhậu với đám xăm mình, không phải lấy mực in lên, lau không có sạch đâu. Hả? Rõ ràng là đám người xã hội đen vô công ty để làm việc đó. Trời ơi, xã hội đen. Phải trả phí bảo vệ quá. Không phải chứ. Tập Nhất, lời tôi để nói có phải đang nói cậu không? Tôi nói anh ta thì sao? Lời tôi nói đều là sự thật. Có đúng hay không thì tự bản thân anh ta biết rõ. Ăn nói lung tung là quyền tự do của cậu, nhưng mà cậu dám ám chỉ tôi là xã hội đen ảnh hưởng công việc của tôi, làm ơn im miệng đi. Nè, gì đây? Hù tôi hả? Ở ngoài đường tôi còn sợ anh. Ở đây có rất nhiều người. Tôi không tin là anh dám đánh tôi. Đánh đi, đánh đi. Tôi nói lẽ thôi. Nè, tất để, bình tĩnh chút đi. Cơm nguội rồi kìa, ăn cơm đi. Anh đừng có cản tôi. Cơn giận này tôi nuốt không trôi, tôi muốn làm ra lẽ. Dương Dương tự đắc đó. Giả bộ thôi. Nó dễ ta đây. Nó vừa lớn vậy cậu muốn sao hả? Có ơn trả ơn, có thù trả thù. Xin lỗi, tôi muốn anh lập tức xin lỗi tôi. Đừng có đổ quan cho tôi. Thôi, thôi đi. Mấy người đừng gây chuyện nữa đi. Tôi sẽ khó xử lắm đó. Nếu phải viết báo cáo thì phiền phức lắm. Đừng có làm khó tổ trưởng. Được. Tôi đền cậu tiền phần cơm, 30 đồng đủ không? Nè, tiền thì tôi có nhiều. Tôi chỉ muốn anh nói với tôi xin lỗi tôi. Nói đi. Tôi xin lỗi. Vậy được chưa? Yeah. Thôi cảm ơn con đi. Hết giờ rồi. Chính nghĩa trường tồn. Tất để giỏi quá ha. Mua cơm thôi. Cuối cùng cũng rửa được nhục. Sau này thằng cha nó có gặp anh chắc phải đi đường khác rồi. Chắc chui xuống hố mà trốn đó. Mấy cái thằng nhóc này đi ăn cơm mà cũng lâu quá trời, muốn mày đuổi hả? Mất quá thì làm danh một chút. Làm việc đi, làm việc đi. Làm đi. Thùng hàng vừa mới đến đó. Hàng mới hả? Rồi. Ý là gì nữa? Hay quá vậy. Trời. Trời ơi, hay quá vậy. Rồi đại hiệp, rồi thần đây. Đừng có dở trò nữa. Cái số hàng này mắc lắm đó. Trông coi thử coi. 20 ngàn một cái lận. Mắc quá vậy. 20 ngàn. Mất đó thì tiêu đời đó. Để nó vô bài chắc được đó. Phải đó. Mấy cái thằng nhóc này lo làm việc đi. Làm việc thôi. Có bao nhiêu cái đếm lại đi. Ý, tai nghe của mình đâu? Còn kịp thời gian quay lại lấy. Có ai đây không? Lén lén lút lút. Thì đã tin xong mình nó là kẻ ăn trộm. Alo anh Cường, hàng trong kho có người lấy trộm, lập tức hành động. Ủa, tất đệ đó. Tôi biết tưởng đi chung với mấy người. Vậy, đợi cô ấy đi. Mấy người hẹn nhau đi chơi hả? Vậy tôi về trước nha. Hôm nay tôi có hẹn, tôi đi trước nha. Thôi vậy đi. Đi rồi, tạm biệt. Nè, ngừng xe. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Anh Cường, hành động đi.
Thật ngại quá các bạn đồng nghiệp, công ty phát hiện bị mất đồ, phiền các vị xuống xe để bảo vệ chúng tôi kiểm tra, làm phiền. Trời ơi, thiệt tình. Phiền mọi người qua bên kia tức để nha. Tức để. Chuyện gì vậy? Thì xem đi. Là hắn đó anh Cường, đừng tập dứt. Nè, kiểm tra túi sách anh ta. Đưa túi còn đây cho tôi kiểm tra. Được thôi. Ha, có chứng có cớ, lần này anh còn dám chối nữa không? Cậu theo tôi đến phòng bảo vệ. Chị à, hộp đựng viên đạn này á, chính tay tôi lấy ra từ túi sách của Thập Nhất. Thập Nhất, anh giải thích thế nào đây? Tôi không có lấy. Không làm sao lại có? Tất đệ, sao cậu biết anh ta trộm đồ? Tôi tăng ca chợt nhớ để quên đồ nên quay lại lấy. Nhìn thấy anh ta vội vàng chạy từ trong kho hàng ra. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nên vào kiểm tra thử, thì phát hiện đã mất một hộp viên đạn. Sau đó tôi lập tức thông báo cho bảo vệ. Mấy lô hàng mới này chúng tôi đã đếm kỹ rồi mới nhập vào kho. Đúng rồi đó. Phải đó. Anh có vào kho hàng không? Có. Lúc về tôi có đi ngang qua, nhìn thấy không có ai tắt đèn đóng cửa. Tôi tiện tay tắt đèn đóng cửa, nhưng không có đụng vô hàng quá. Anh không có ăn trộm sao lại chạy như bay vậy chứ? Xe đưa rước sắp chạy rồi, tôi phải chạy nhanh thôi chứ. Làm chuyện gì cũng phải nói đến chứng cứ. Sao sợi dây nịch này lại nằm trong túi của anh? Tôi cũng không biết nữa. Còn tôi thì biết, có người muốn lấy trộm đồ của công ty đem đi bán, sau đó lấy tiền để trả nợ. Còn nói cái gì vậy? Buổi trưa lúc đang ăn cơm, tôi nghe anh nói điện thoại. Cái gì mà mượn tiền chưa trả, cái gì mà lãnh lương sẽ trả, nhất định là mượn tiền của bọn cho vay lãi rồi. Chúng tôi nghe. Đó là chủ nhà của tôi đó. Tôi thiếu ông ấy mấy tháng tiền nhà. Chuyện của anh muốn nói sao mà chẳng được. Một sợi dây nịch là 2.000, 10 cái là 20.000. Mấy lần trộm, mấy cái đi bán cũng đủ để cho anh trả nợ rồi. Đồ công ty hay bị mất, không chừng cũng là do anh ta lấy đó. Cậu định nói bậy có được không? Ngoại tình phải bắt tại giường, bắt gian phải bắt tận tay. Bây giờ chứng cứ rành rành, anh có nói gì cũng không thoát được tội đâu. Tôi nói lại lần nữa, tôi không có ăn cắp đồ. Chẳng lẽ dây nịch nó có cánh sao? Nó từng bay vào túi của anh hả? Tôi không giải thích được. Có khi nào là cậu ấy bị vu oan không? Nè anh Cường, anh đừng cố làm người tốt. Có một vài người không có giúp được đâu, không đáng để giúp. Cậu mở miệng ra là nói tôi ăn trộm. Cậu có tận mắt nhìn thấy tôi bỏ dây nịch vào túi xách không? Có. Tôi tận mắt thấy anh bỏ dây nịch vào túi. Trời ơi, sao cậu không chịu nói sớm? Trong chớp mắt chỉ thấy cái hộp màu xanh. Ai ngờ anh ta lấy trộm đồ xấu xa vậy chứ. Cậu nghe thấy chưa? Có nhân chứng, có vật chứng để coi anh chối tội kiểu gì đây. Thập Nhất, cậu là một bảo vệ, tại sao biết luật còn phạm luật? Đường Thập Nhất, anh còn gì để nói không? Trên lập trường của công ty, tôi không muốn làm lớn chuyện, để tránh với báo chí đăng lung tung. Vậy đi, anh tự động xin nghỉ việc, công ty sẽ không truy cứu nữa. Tôi không nghỉ, tôi không hề lấy cấp. Vẫn còn ngoan cố kìa. Vậy anh muốn làm sao? Báo cảnh sát, giao cho cảnh sát điều tra. Báo cảnh sát hả? Có chứng có cứ, bên cảnh sát sẽ giam cậu lại đó. Tôi không có làm thì sợ gì chứ. Báo cảnh sát đi. Được. Có điều anh phải hiểu, trong thời gian điều tra, anh tạm thời phải nghỉ việc. Cũng được. Nhận tội thì xong rồi, làm gì phải đến sở cảnh sát thì là phiền chết luôn đó. Đã đến nước này rồi, còn giả bộ mình trong sạch, liên lụy người khác đó. Còn phải ký cam kết nữa, đúng là tự chuốc khổ vào thân mà. Tôi không có ăn cắp. Tôi không hề xấu hổ với lương tâm của mình. Sao hả? Đi chơi điện tử nữa không? Đi thôi. Không đi, tôi không đi đâu, không có hứng, muốn về nhà ngủ. Đừng vậy mà. Nè mệt lắm rồi. Ý, thằng Bạch kìa. Viên nịch này hả, tạm thời chưa có, nhưng anh cứ coi đi. Nón nè, quần áo, giày dép, toàn bộ là hàng xịn, số lượng có hạn thôi à. Khách quen tôi sẽ giảm giá cho, hàng mới đó, thấy được. Thì ra kẻ ăn trộm là cậu. Nè, không phải thật chứ. Tên sao mình bị cậu giáo quạ rồi sao? Nè, thật ngại quá, tôi đi trước nha. Ông trọng. Nói, có phải là cậu lấy dây nịch đó không? Trả điện thoại đi rồi nói. Cậu không chịu nói tôi sẽ đem giao cho công ty. Cậu điên hay muốn tôi chết hả? Vậy thì báo nói đi. Đúng là tôi đó. Cậu làm cái gì vậy? Đúng là cậu giáo quạ cho anh ta sao? Bảo vệ kiểm tra thấy là tôi tiêu, không phải anh ta là tôi chết. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Dừng xe. Thật ngại quá các bạn đồng nghiệp, công ty phát hiện mất đồ, phiền các vị xuống xe để chúng tôi kiểm tra, làm ơn. Cậu có biết là tên xăm mình nói đã đi báo cảnh sát không?
Bây giờ cảnh sát đang điều tra vụ này đó. Không phải bị cảnh cáo rồi mắng vài câu thôi hả? Đừng có mơ. Tức đệ cắn hắn không chịu nhã, còn thằng Phát á đứng kế bên lại nói thêm vào nữa đó. Đúng rồi, hồi nãy cậu nói thấy anh ta lấy đồ bỏ vô túi, có phải cậu với thằng Bạch thông đồng với nhau không? Cậu điên hả? Tôi chỉ muốn giúp cậu đó. Tôi thấy cậu muốn buộc tội anh ta như vậy cho nên muốn giúp cậu thôi, thuận miệng chỉ tội hắn luôn. Đúng là quá hồ đồ. Tôi cũng cảm thấy hơi lạ mà. Rõ ràng hồi nãy là cậu ra trước, làm gì mà thấy anh ta bỏ đồ vô túi chứ? Tại sao mình lại hồ đồ quá vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tính làm sao đây? Cậu khiến anh ta phải báo cảnh sát, cậu phải tạm thời bị nghỉ việc nữa. Vậy công ty giải thích rõ đi. Này, nói rõ ràng cũng đâu cần bắt tôi lại. Dù sao anh ta cũng bị bắt, một người chết còn hơn hai người bị chết. Phải đó, đừng chút phiền phức nữa. Nhìn tướng thật sao mình đó đâu phải là người tốt đâu. Coi như anh ta xui xẻo đi, tha cho Bạch đi ha. Đúng rồi đó. Chuyện nào ra chuyện đó, sao đổ qua cho người ta được. Nhất định sẽ bị báo ứng đó. Chuyện cũng xảy ra rồi, là anh em với nhau, cậu cũng đâu muốn tôi chết. Giúp tôi đi mà. Phải đó, coi như tối nay chưa từng gặp nó là được rồi. Đúng rồi. Thôi đi, cậu chỉ tội ra mà nó nhắc nó. Bỏ đi mà. Cao sư phụ, tôi về trước nha. Sư phụ à, bye bye. Làm với em đi nha. Bye. Bye bye. Anh Đình cứu tôi với. Có người muốn trả thù tôi. Là anh ta đó. Quy tắc cũ. Yêu人在進攻越見越高